quên xôn xa, cơn mưa nào trượt về rồi, cơn mưa nào lạc đi đâu. Xôn sang cơn mưa nào trượt về rồi, cơn mưa nào lạc đi đâu. Bài thơ chiều chiều duy ngàn thương nhớ, mưa ơi mưa đâu hay hương dịu cơn men say, biển hồ đầy nỗi nhớ, nỗi nhớ theo nhịp chiêng ai về đêm nay, nỗi nhớ theo nhịp chiêng ai về đêm nay. Chơi xuất sắc của chúng ta ngày hôm nay ạ. Họ đã rất là cố gắng vượt qua từng vòng thi. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Ngọc Linh. Cái bài hát này anh Hồng hát theo Linh là giống anh Đàm nhất. Giống nhất luôn đó. Tại vì giống lắm luôn với những cái đoạn gì hồi nãy em với chị cùng hát đó chị Ly. Mang đuôi tiếc cho nhớ. Nhớ, đúng rồi đó. Còn bài hát của bạn TVN thì bạn hát về Tây Nguyên của bạn, cho nên là bạn hát bằng cái tự hào, bằng cái hạnh phúc của bạn, cho nên là bài hát của bạn rất là tuyệt vời. Hai tiết mục hay ho làm sao. Giờ cũng biết nói như thế nào về hai cái con người này. Ai cũng trọn vẹn hết. Bạn EBN ở cái vòng này ấy, là bạn cân đối được chỗ nào phải mạnh, chỗ nào phải nhẹ rồi đó. Cái đoạn mà bạn hát cái điệp khúc hay dù gì mưa gì đó đúng không?
có mưa vô là mềm lại, cái bắt đầu gói gói lại, đúng không? Bắt đầu hết mưa cái bạn bung ra đường, bạn đi bão đó. À, còn về anh Bá Hồng, anh Đơm, anh Đơm, anh Đơm, bây giờ nói chuyện với anh làm phải chung cái giọng này, tại vì em mệt quá. Em nói giọng bình thường nhá, tại vì ô cái bài này cầu được ước thấy gì bé Tư nhờ. Nãy cái vừa nói sao ước diễm vô vòng ba tuổi đời cho nên cô y chang trời đất ơi. Mà anh hát cái bài này hay, tình cảm luôn, thiết tha mặn nồng, hay quá, hai người đều hay. Thôi nói làm gì mà rút máy ra thôi. Điểm số từ ban giám khảo ngay bây giờ dành cho hai người chơi của chúng ta. Xin mời giám khảo Ngọc Linh. Sao bắt Linh cho trước vậy? Cho trước thực ra dễ hơn đó. Coi, anh đang coi anh sẽ làm mấy. Cái tim anh sẽ làm bao nữa hả chị? Sẽ làm bao. Ý, thôi, đợt này tôi xí đi. Bởi vì tôi có chút xíu tình cảm cá nhân tôi cho này, tôi mắc công lát nữa tôi là người cuối cùng tôi khó xử. Thôi thôi Thành làm trước đi. Tôi cho mỗi người 20 điểm. Chúc mừng hai người chơi. Và điểm số tiếp theo xin mời chị hay em. Phần khó để lại cho hai người phụ nữ. Đứa nào lẹ đứa đó thắng. Xin mời giám khảo Ngọc Linh. Đồ không dám giờ. Bây giờ sẽ là điểm số từ giám khảo Cẩm Ly. Ly xin được gửi cho anh Bá Hồng và JVN. Trời ơi, hiện nay điểm số của bạn EBN và anh Bá Hồng ngang nhau, đều 59 điểm. Phần còn lại sẽ được quyết định bởi những khán giả có mặt tại trường quay. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi điểm số từ khán giả và 30 giây bắt đầu. Con số nhảy liên tục theo từng lượt bình chọn của khán giả dành cho EBN và anh Bá Hồng. Cuộc đua xít sao. 5 giây cuối. Gần như là bằng nhau. Vẫn bằng nhau và cuối cùng là đúng ra là một người nhất một người gì, bây giờ hai người bằng nhau, cộng lại chia đôi 75 triệu đồng cho cả hai người chơi của chúng ta. Như vậy là mỗi một người sẽ nhận được phần thưởng trị giá 37.500.000 đồng. Và xin mời các giám khảo cùng lên sân khấu với hai người chơi ạ. Hai người sẽ cùng cầm chung cả hai giải thưởng nha. Xin mời giám khảo Ngọc Linh sẽ cầm phần thưởng trị giá 25 triệu đồng. Đây, phần thưởng 50 triệu đồng, cộng dồn lại 75 triệu đồng dành cho EBN và anh Bá Hồng. Thật sự em không biết nói sao hết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Em cũng rất là vui khi dù ít nhiều nhưng mà cái đến với cái sân chơi của Hát Mấy Ước Mơ. Cái điều mà ước của em là để mở một cái dịch vụ massage nhỏ nhỏ thôi. Tuy là chưa chạm được đến cái điều ước đó nhưng mà nó cũng sắp rồi. Chúc mừng anh Bá Hồng và chúc mừng EBN. Và hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho họ. Những người chơi của chúng ta thực sự rất là xứng đáng. Thưa quý vị khán giả, hãy tiếp tục theo dõi chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á và được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.